Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng ban hành chỉ thị 22 về việc kiểm kê đất đai năm 2024. Theo đó, nội dung kiểm kê đất đai năm 2024 của từng đơn vị hành chính các cấp bao gồm: diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 9 và đối tượng đang quản lý sử dụng đất quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Đất đai năm 2024, tình hình quản lý sử dụng đất sân golf, cảng hàng không, sân bay, khu vực sạt lở, bồi đắp, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và các chuyên đề khác. Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng địa phương và cả nước, nhất là việc quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức cá nhân đang sử dụng đất, làm rõ nguyên nhân hạn chế tồn tại, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Theo Điều 47 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản ghi đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng, chịu trách nhiệm trong việc ghi giá giao dịch trong hợp đồng không đúng với giá giao dịch thực tế. Như vậy, từ mùng 1 tháng 8 năm 2024, mua bán bất động sản phải ghi đúng giá thực tế trong hợp đồng. Đây là một quy định mới được bổ sung vào Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Tuy Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không có quy định này, nhưng từ trước đến nay, tổ chức cá nhân mua bán bất động sản vẫn phải kê khai đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng theo các quy định về thuế. Trên thực tế thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý nhiều trường hợp khai không đúng giá chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế. Theo Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Như vậy, việc bắt buộc thanh toán qua ngân hàng khi mua bán nhà chỉ áp dụng với khách hàng mua nhà tại các dự án của chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Còn các cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, bán nhà ở, công trình xây dựng, diện tích sàn trong công trình, không nhằm mục đích kinh doanh hoặc bán cho thuê mua nhà ở, không bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản. Tức là người dân mua bán nhà với nhau để ở, chứ không nhằm mục đích kinh doanh thì không bắt buộc phải chuyển khoản. Điều 101 Luật Đất đai năm 2024 quy định những trường hợp không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất bao gồm: các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất theo quy định, đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý, đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định, trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Theo đó, đất nông nghiệp bỏ hoang bị thu hồi thuộc trường hợp đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Do đó, trường hợp này sẽ không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật. Từ ngày 1 tháng 8, Luật Kinh doanh bất động sản 2024 quy định chủ đầu tư chỉ được nhận đặt cọc không quá 5% giá nhà ở hình thành trong tương lai. Với nhà thấp tầng, doanh nghiệp phải xây bán nhà, không được bán đất nền. Những quy định này sẽ giúp bảo vệ tối đa người mua nhà. Theo đó, luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở. Công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng với nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán cho thuê. Ngoài ra, luật mới cũng quy định việc thanh toán khi mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, nếu trả theo tiến độ thì lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Những lần thanh toán tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở. Trường hợp bên bán là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số tiền không quá 50% giá trị hợp đồng. Theo khoản 2 điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không được hành nghề tự do. Có cần làm lại sổ đỏ khi luật đất đai 2024 có hiệu lực?
Theo luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thì sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Căn cứ Điều 256 Luật Đất đai 2024 về giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, thì những loại giấy tờ được cấp trước tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp có nhu cầu gộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công ty xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, sổ đỏ cấp trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi lại. Đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư được quy định tại Nghị định số 95 năm 2024, áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Luật nhà ở năm 2023 quy định, nhà ở phục vụ tái định cư là nhà để bố trí cho đối tượng thuộc trường hợp tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở, giải tỏa theo quy định của pháp luật. Nghị định số 95 năm 2024 hướng dẫn luật nhà ở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Quy định đối tượng thuộc diện bố trí nhà ở tái định cư bao gồm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình cá nhân bị nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở theo quy định pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác. Tổ chức, hộ gia đình cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại khoản 2, điều 59 Luật Nhà ở năm 2023. Hộ gia đình cá nhân là người đang thuê nhà ở thuộc tài sản công thuộc diện bị nhà nước thu hồi theo quy định, trừ trường hợp bị thu hồi do chiếm dụng nhà ở. Căn cứ khoản 2, điều 35 Nghị định số 95 năm 2024 của Chính phủ, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư như sau. Trường hợp đối tượng 1 và 2 có nhu cầu mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu số 01, phụ lục 5, ban hành kèm theo Nghị định số 95 năm 2024. Trường hợp đối tượng được tái định cư có nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội thì được bố trí thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4, điều 39, Nghị định số 95 năm 2024 và pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đối tượng trong trường hợp này phải không thuộc diện đã được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Trường hợp thuộc đối tượng 3 thì thực hiện bố trí nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trường hợp thuộc đối tượng 4 thì phải thuộc diện đang sử dụng nhà ở theo quy định tại điều 62, Nghị định số 95 năm 2024 của Chính phủ. Theo điều 53 Luật Nhà ở năm 2023, nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo các yếu tố sau đây. Nhà ở phục vụ tái định cư phải đảm bảo yêu cầu về thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án để bố trí tái định cư thì phải đảm bảo yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại điều 33 của luật này. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở không được thay đổi thiết kế, diện tích nhà ở và công trình phụ trợ nếu có phục vụ tái định cư sau khi phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt. Việc bàn giao nhà ở cho người được tái định cư thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, điều 37 Luật Nhà ở năm 2023. Tổ chức cá nhân sau đây chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà ở phục vụ tái định cư. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư. Chủ đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở được bố trí để tái định cư. Tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý chất lượng nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn.